Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp cho cả nhà mình là tại sao những dòng tăm nước trên thị trường nó có rất là nhiều giá. Có những dòng vài trăm ngàn, có những dòng tầm khoảng 1 triệu, những dòng thì 2 đến 3 triệu. Nhưng mà Hoàng Sơn thấy cái dòng 1 triệu 450 này nè, 1 triệu 450 ha của hãng nè. Thì cái này là được nhiều người tin dùng nhất. Tại vì Hoàng Sơn có một cái thời gian dài làm bên lĩnh vực y tế mà chính mình cũng là người dùng luôn. Hoàng Sơn cũng có mua những cái dòng là tầm khoảng 1 triệu. Thì khi mà mình xài hai dòng như vậy á, mình mới có sự phân biệt. Cái máy này á, thì nó cái tốc độ phun nó mạnh hơn. Đương nhiên mình có thể chỉnh được cái độ phun mạnh và yếu nè. Nhưng mà cái tốc độ phun maximum của thằng này đó nó mạnh hơn cái dòng rẻ tiền. Cái đó là điều hiển nhiên rồi cô chú anh chị ha. Giống như xe máy mà mình mua chiếc xe 100 phân khối với một xe 200 phân khối vậy đó. Máy nó mạnh hơn nên là mắc tiền hơn, mặc dù cái hình dáng nó gần giống nhau. Thì thứ nhất là cái máy nó mạnh á, cái tuổi thọ nó sẽ rất là cao. Mặc dù nó có bảo hành 1 năm, nhưng mà trong cái thời gian khi mà mình xài đó, mình cần phun mạnh đó, thì cái máy này Hoàng Sơn rất là thích. Còn những dòng kia nó hơi yếu. Và cái máy nó khi một thời gian mình sử dụng đó, nó sẽ yếu xuống nữa, thì nó phun mình không có dự ý luôn. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ khui cho cả nhà mình thấy cái dòng máy này ha, coi bên trong có gì. Và cái đây cũng là cái máy mà Hoàng Sơn lấy cái máy thứ hai để xài. Thì mình có nhiều cái máy mình để nơi ở làm việc nè, rồi ở văn phòng hoặc là ở nhà, mình sẽ dễ sử dụng hơn, khỏi mang đi ha. Rồi đây là cái máy FLV33, chính hãng của hãng Bio ha. Cái hàng này thì nó bảo hành chính hãng là 1 năm, cô chú anh chị ha. Rồi mình coi nha, quả thật luôn. Rồi bên trong sẽ có một cái phiếu bảo hành, phiếu bảo hành của chính hãng nha. Rồi bên trong hộp thì mình sẽ có máy và cục sạc. Đây một cái bình. Bên trong nó còn có cái đèn nữa, rất là đẹp. Rồi khi mà mình mua về thì mình sẽ có những cái đầu phun như thế này, mình gắn vào. Đây một cái này, cái nhỏ này nè, là để mình phun ở những cái răng mà mình vừa phun vừa vệ sinh, có bàn chải bên trên trà nè. Còn một cái nữa là mình phun và mình có cái giống như cái muỗng ập xuống để mình phun chà lưỡi, sạch lưỡi ha. Cái này là phun để rửa lưỡi nè, cái này phun mà có bàn chải. Mà thông thường thì Hoàng Sơn hay xài cái phun nhọn này. Chúng ta sẽ có hai cái nha, hai cái phun nhọn đó. Rồi đi theo đó là một cái cục sạc đó, và dây sạc. Cái này chống nước cả nhà ha, cả nhà thấy làm rất là kín luôn. Đây nè, chúng ta sẽ cắm sạc ở trên đây. Khi sạc xong thì chúng ta sẽ nhét cái cục nhựa dẻo này vô, nó sẽ kín nước. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có hai chức năng, ba chức năng. Một chức năng bình thường, một chức năng là phun mạnh, và một chức năng là mà cả nhà mình có thể trải nghiệm ha. Còn bên đây là ba cái độ mạnh yếu. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Có hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn cô chú ha. Nhiều khi mình đi ra ngoài á, không có tiện để đánh răng đó, mình ra mình chỉ cần đổ bình nước lọc vô đây là mình có thể vệ sinh răng rồi, rất là nhanh luôn. Mình nhờ phun như vậy á, mình sẽ không có mẩn bám và không có bị dôi răng. Máy nó phun khá là mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ gắn thử cái đầu phun vào ha. Đây, nó có một cái chỗ cắm nè, chúng ta cắm thẳng vào. Rồi để nhà thấy mình có thể xoay trái xoay phải đều được. Rồi khi lấy ra đó, mình sẽ đẩy vào cái nút ở trên đây, mình thay đầu, mình đẩy xuống. À, mình thay ha. Rồi ở phía sau là cái chỗ lấy nước, tất cả đều là chống thấm chống nước hết ráo nha, nó có mấy cái ron nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào phun cho cô chú mình coi. Bên cạnh đó đó, những cái máy như này nè, Hoàng Sơn cũng có thể lấy để mình rửa nữ trang, trang sức mình nè. Ví dụ giống như dây chuyền, dây đồng hồ ha, mình xịt vào nó rất là mạnh luôn đó, mình có thể vệ sinh được. Mình bấm là một cái nè, là mình sẽ chọn chức năng nhỏ nè, trung bình nè, lớn nè, đây đèn ha. Bấm vào chữ M coi chú ha. Bấm một cái là số 1, số 2, số 3 nha. Rồi mình bấm giữ nha. Bấm giữ là nó sẽ chuyển chế độ nè. Đó. Mình bấm mình giữ nha, chuyển qua bon nè. Normal nè, trung bình nè, mình sẽ thử nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái nút yếu nè. Rồi sau đó mình bấm vào nút nguồn giữ nha. Đó. Mình sẽ chỉnh lên cái mức trung nè. Đó, mức mạnh nè. Rồi mình thử nha, rất là mạnh luôn à, được không? Phun mạnh lắm.
bấm một lần nữa chỉ phun ba cái đỡ nghỉ à. À, mình chỉnh lại chế độ mạnh ha, chỉnh lại chế độ mạnh và mình đang ở phun một lần nè, phun một cái là nghỉ à, phun một cái là nghỉ ha, bấm một cái là phun nghỉ rồi. Cái nút nguồn và nút M nè thì nó có ba cái chỗ, và chế độ phun hai ba cái rồi nó nghỉ nè, và chế độ phun liên tục nè đó, thì mình sẽ đè vào đây mình giữ chữ M nó sẽ chuyển chế độ đó. Cô chú anh chị mình có thể trải nghiệm nè, bon nè ha. Rồi bấm cái nữa, nó nhảy lên là trung bình normal nè, và một cái chức năng boost nè. Rồi mình thường thì xài ở cái chức năng là normal, đè giữ. Rồi sau khi mình chọn, mình đè giữ nha, thì nó sẽ chọn một trong ba chức năng này, sau đó mình bấm nhanh một cái thì nó sẽ là chọn cái chế độ mạnh yếu ở đèn ở trên đây, cái thứ hai là trung bình và cái thứ ba là mạnh. Thì Hoàng Sơn hay xài ở cái số 2, chứ số 3 nó rất là mạnh. Thà là mình mua một cái máy mạnh rồi mình sử dụng chức năng yếu, chứ đừng có mình mua cái máy yếu rồi mình xài chức năng mạnh, thì cái mình xài như vậy cái máy nó rất là nhanh hư. À, cô chú anh chị ha, những cái dòng mà dưới triệu á thì Hoàng Sơn thấy á, cái chức năng mạnh nhất của nó chưa bằng cái chức năng trung bình của cái máy này nữa, nên là khi Hoàng Sơn mà có xài á, Hoàng Sơn chỉnh maximum lên, chính vì vậy á là nó sẽ rất là nhanh hư, và khi mình cần mạnh hơn nữa thì nó sẽ không mạnh được. À, anh chị thấy không, có nhiều chức năng này phun rất là xa. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nha. Có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.